Tập trước chúng ta đã nói về 8 Pokemon tốt nhất của hệ đất rồi, nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về 8 Pokemon tốt nhất nên xài, khuyến khích xài khi nhắc đến hệ băng. Và để không bỏ lỡ chủ series này trên kênh, cũng như là những video ra mắt hàng tuần, các bạn đừng chần chừ và do dự, hãy nhấn nút theo dõi. Đây chính là tín hiệu vũ trụ đến từ thần Arceus cho hơn 70% những bạn nào đã quên đó. Hãy cùng nhau đạt được con số 100.000 người đăng ký nào. Bây giờ thì vô thôi. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm sơ về hệ băng một chút. Về điểm mạnh, hệ băng là một trong 4 hệ có thời tiết riêng cho mình. Điều này giúp cho các Pokemon hệ băng có nhiều lợi thế hơn nếu tận dụng được những cơn bão tuyết dữ dội. Trước kia thay vì trời tuyết thì địa hình của hệ băng là mưa đá, không có công dụng tổng quát nào ngoài việc rút đi 1 phần 16 HP mỗi lượt của những Pokemon không phải hệ băng. Bây giờ thì khi trời đổ tuyết, những Pokemon hệ băng nào đã ở trên sân sẽ được gia tăng thêm 50% khả năng phòng thủ vật lý. Với sự thay đổi này ở thế hệ 9 đã khiến cho Pokemon hệ băng lội ngược dòng từ vị trí thấp nhất trong 4 chạy thời tiết, vươn lên cạnh tranh với trời nắng trong vị trí top 1, bỏ lại bão cát đằng sau. Vì ngoài chuyện bão tuyết tăng chống chịu vật lý ra, hệ băng còn lại được ban tặng thêm khả năng dựng tường và tăng thêm 50% phòng thủ ở cả hai mảng vật lý và đặc biệt bằng chiêu Aurora Veil, cái mà hệ đá và bão cát không có. Cũng nhờ đó mà một số Pokemon hệ băng đang bị đánh giá thấp. Thật ra là trước đây phần lớn những Pokemon hệ băng nào cũng bị đánh giá thấp hết, cũng leo hạng cực kỳ cao về độ hữu dụng và phổ biến. Khả năng tấn công của hệ băng thì cũng khá tốt khi nó khắc chế được 4 hệ, trong đó thì khắc chế được hệ rồng là một điểm cộng vô cùng giá trị đối với hệ băng. Nhưng bây giờ là điểm yếu của hệ băng nè. Về nội tại thì hệ băng là hệ phòng thủ không hề tốt, vì nó chỉ kháng được 1/2 sát thương duy nhất đến từ hệ của mình mà thôi. Còn lại thì hệ nào cũng gây được sát thương bình thường lên hệ băng cả, khiến cho những Pokemon song hệ nào có hệ băng trong người cũng không được bổ trợ mạng phòng thủ, mà còn phải gánh thêm 4 điểm yếu từ lửa, giác đấu, thép, đá của hệ băng luôn. Vì vậy mà 8 thế hệ trước kia thật khó để tìm ra một Pokemon hệ băng nào trụ sân tốt, hơn là có hiệu ứng thời tiết của Gen 9 cứu lại. 4 hệ khắc chế trên của hệ băng đều khá như về mảng vật lý, cả Pokemon và cả chiêu thức. Thành ra Pokemon nào khắc phục được điểm yếu trên sẽ là một điểm cộng. Nói về hệ băng thì 1025 loài, chỉ có tổng cộng 65 con mà thôi. Hồi trước thì hệ ma là hệ hiếm nhất, nhưng Gen 9 bổ sung khá nhiều. Giờ đây thì hệ băng đang là hệ có dân số thấp nhất. Và vì khá hiếm nên là để tìm ra một Pokemon tốt và đủ vượt trội để sánh ngang so tài với các hệ khác thì cũng hơi khó. Nhưng cũng không phải là không có. Pokemon hệ này đã chìm thì chìm nghiễm, mà nổi thì nổi đình nổi đám. Bây giờ chúng ta sẽ vào top 8 để điểm qua những gương mặt này nào. Ở hạng 8, dù cho là hệ băng có rất ít số lượng về cá thể, nhưng thực ra để tìm ra một Pokemon lọt vào danh sách rút gọn cũng khá là đắn đo với tôi. Nhưng tôi sẽ chọn Galarian Darmanitan cho vị trí này. Thật ra bạn nào biết về sức mạnh của Galarian Darmanitan thì cũng sẽ thấy thứ hạng này hơi thấp so với đầu ra sát thương mà nó có. Nhưng tôi sẽ giải thích suy nghĩ của tôi một chút. Trước tiên thì hình dạng Gala này cho nó một bộ chỉ số không khác gì Darmanitan hệ lửa hết. Nhưng cái khiến nó đặc biệt trước tiên là đặc tính Gorilla Tactics. Đặc tính này sẽ tăng thêm 50% công vật lý của Pokemon. Bù lại thì Pokemon chỉ xài được một chiêu đầu tiên được lựa chọn mỗi khi ra sân, giống như việc mang theo trang bị Choice Band mà thôi. Nhưng được cái nếu Darmanitan hệ băng có đặc tính này, cầm theo trang bị Choice Band thì sát thương vật lý được cộng dồn lên sẽ là 225%. Lúc này thì chắc chắn ai cũng sẽ ngủm trước một cú vung tay của nó hết. Còn nếu bạn thấy mỗi lần ra sân chỉ được xài có một chiêu thì rất là gò bó, thì nó cũng sẽ có đặc tính Gen Mode. Khi máu nó bị đánh xuống một nửa thì nó sẽ thay đổi hình dạng của mình thành một con người tuyết với song hệ độc nhất là băng và lửa. Cùng với công vật lý được tăng lên 160 và tốc độ là 135. Do có hệ lửa trong người nên nó cũng sẽ không bị dính bỏng, đỡ lo phải bị giảm 50% công vật lý. Lúc này thì ta hồ quét đối thủ như là quét nhà thôi. Nói chung về sức công phá thì không có gì để nói, nó quá mạnh rồi. Nhưng bù lại thì khả năng chống chịu của nhà này mỏng như là miếng thịt trong tô hủ tiếu, rất dễ bị thổi cái là bay. Tôi cũng đồng ý là cho lên Gen 9 thì trời tuyết sẽ củng cố thêm được phần nào. Nhưng mà cả hai dạng hệ băng hay là song hệ băng lửa đều quá nhiều điểm yếu và rất dễ bị bắt bài. Chọn dạng nào thì vẫn nên cho nó cầm Focus Sash để ít nhất còn trụ lại sân được trong một đòn và từ đó kết liễu đối phương. Nhưng với những Pokemon có chiêu thức ưu tiên từ phía đối thủ, tụi nó cũng không để bạn yên đâu. Quanh đi quẩn lại thì cũng vì máu tụi nó quá giấy, nên là tôi sẽ không thấy an tâm lắm khi sử dụng tụi nó trong những trận đấu cần phải đảo Pokemon liên tục. Chắc cũng phần nào là do tôi mà thôi. Thế các bạn thì Darmanitan vùng Gala nên ở hạng nào trong top này? Hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì qua hạng 7. Ở vị trí này thì tôi sẽ để dành cho một gương mặt, nói là khá mới đấu trường nhưng đã cũ rích đối với những fan Pokemon, vì nó xuất hiện từ hồi Gen 1 lận. Tuy chỉ mới nhận được phước lành từ thời tiết ở thế hệ này mà thôi, nhưng nó cũng đã kịp càng quét các giải đấu chuyên nghiệp và sẽ là một cái tên tiềm năng trong tương lai. Đó chính là Articuno. Lùi về quá khứ một chút thì thần điểu hệ băng này là một Pokemon được xem như là huyền thoại yếu nhất.
Vì dù cho nó có một bộ chỉ số tạm coi là rất cứng cáp, thì song hệ băng và bay sẽ khiến cho nó bị gấp 4 sát thương bởi hệ đá. Bộ chiêu thức thì hạn chế, khi nó chỉ có những chiêu tấn công của hệ băng và bay mà thôi. Đã vậy thì những chiêu này đều có sát thương hay là hiệu ứng vô cùng nhàm chán. Đặc tính Snowclop tăng thêm 20% khả năng né tránh trong mưa đá cũng khá là hên xui. Bên cạnh đó thì mưa đá ngày xưa là loại thời tiết yếu nhất nên thành ra chả ai xài nó luôn. Nhưng giờ đây khi được tăng thêm 50% thủ vật lý thì mọi chuyện nó đã khác. Điểm yếu hệ đá của nó cũng được khắc phục một nửa. Sau đó nếu dựng được tường thì lúc này bộ chỉ số vốn đã trâu bò của nó sẽ được phát huy tối đa tác dụng. Hoặc đặc tính Snowclop nếu cầm theo trang bị Bright Powder sẽ được cộng dồn thêm 10% khả năng né đòn. Nói chung là sự lên ngôi của trời tuyết sẽ kéo theo các nhà huấn luyện tìm kiếm một Pokemon nào đó hoạt động tốt nhất trong thời tiết này. Chỉ cần gọi được bão tuyết ra một lần thì Pokemon này sẽ được hưởng lợi gấp đôi hoặc là gấp ba chỉ trong một lượt mà không cần làm quá nhiều. Nhờ đó mà Articuno đã là một fan chấn động trong format mới mở ra cho các Pokemon huyền thoại cấp thấp tham chiến. Nó vừa thổi được liên tục bão tuyết mà không bị trượt lực nào, với lượng sát thương khổng lồ, vừa có khả năng né tránh cực cao, lại khắc chế được những Pokemon hệ nước khó nhằn thời điểm đó bằng chiêu Freeze Dry. Cho nên nếu hiệu ứng thời tiết này đã được cải thiện từ giờ trở đi, ta sẽ bắt đầu thấy con chim băng này xuất hiện rất nhiều trong những giải đấu dành cho huyền thoại. Tôi để cho nó hạng 7 vì thật sự ra nó chỉ mới hữu dụng thời gian gần đây, vẫn còn cần thêm 1-2 thế hệ nữa để xem có Pokemon hệ băng nào làm tốt hơn nó trong trời tuyết hay không. Khẳng định chắc nịch rằng nó ở trong top đầu Pokemon hệ băng đáng dùng thì có hơi sớm một chút. Qua đến hạng 6 thì tôi sẽ chọn vị trí này cho Baskalibur. Baskalibur là á thần mới nhất được giới thiệu ở Gen 9, thời đại mà hệ băng và bão tuyết đang trên đà lên hương. Và Baskalibur với bộ chỉ số của một á thần thì không còn gì để bàn cãi về độ hữu dụng của nó cả. Với chỉ số công vật lý là 145, nó đang là á thần có chỉ số tấn công cao nhất và cũng là Pokemon hệ băng không phải huyền thoại đứng đầu trong mảng công vật lý này. Thật ra thì nó chắc đứng sau Blacuram và hình dạng Gen Mode của Darmanitan vùng Galar. Có điều thì tại dồn hết mảng tấn công vật lý rồi, thành ra tốc độ và mảng phòng thủ đặc biệt của nó có hơi trung bình một chút. Không đến nỗi tệ, nhưng mà để tỏa sáng thì cũng hơi khó khăn. Điểm cộng của Baskalibur đó là đối với các Pokemon theo hướng công vật lý thì sợ nhất đó chính là bị dính trạng thái bỏng, sẽ làm nó bị giảm 50% sát thương công vật lý. Lúc này thì các Pokemon dùng nắm đấm sẽ như bị què quặt, tấn công như gãi ngứa mà thôi. Nhưng Baskalibur thì hoàn toàn khỏi lo chuyện đó, vì nó đã có một đặc tính độc quyền là Thermal Exchange. Khi nó bị đánh bởi một chiêu hệ lửa, Pokemon này sẽ được tăng một bậc công vật lý và nó sẽ không bao giờ bị dính bỏng. Giờ đây thì khả năng công phá của Baskalibur sẽ luôn được bảo toàn, nhưng mà trừ khi nó gặp phải Incineroar hen. Song hệ rồng băng là một song hệ phòng thủ không quá tốt khi mà bị khắc chế bởi tận 5 hệ. Cho nên là Baskalibur mà muốn sống tốt thì phải dựa vào đầu tư chỉ số sinh lực và ở trong trời tuyết thì mới có thể tồn tại và kích liễu đối thủ ngon lành được. Được cái là bộ chỉ số và chiêu thức của nó cũng rất đa dạng và khá nhiều lựa chọn cho chúng ta. Ta có thể dùng Short Dance tăng sức mạnh rồi kết liễu đối thủ bằng mấy chiêu thức mạnh như là Icicle Crush, Dragon Claw hay là chiêu độc quyền Clavier Rush. Chỉ có điều chiêu này có rủi ro, tuy là sẽ không bao giờ trượt, nhưng lượt sau Baskalibur sẽ nhận gấp đôi sát thương bởi bất kỳ đòn đánh nào. Lúc này thì ta có thể nhanh trí Protect cho nó lượt sau, nhưng nếu nó đánh trước mà chưa kết liễu được đối thủ thì coi như là lùi về chuồng gà liền. Với mặt bằng chung của Pokemon hệ băng thì Baskalibur vẫn là một Pokemon có khả năng công phá và bộ kỹ năng rất tốt, nhưng vì nó có khá nhiều Pokemon hệ băng tấn công tốt hơn ở danh sách top đầu mà ít ai lựa chọn nó trong các trận đấu chuyên nghiệp, cũng khá là buồn cho vị á thần này một tẹo. Nhưng mà hy vọng khi các Pokemon huyền thoại bị cấm sử dụng thì chúng ta sẽ thấy Baskalibur nhiều hơn. Ở hạng 5, mở đầu cho top 5, tôi sẽ gọi tên là Mamoswine, một Pokemon có thiết kế mà tôi khá là thích, nhưng không vì thế mà tôi thiên vị cho nó top 5 đâu. Về song hệ thì băng và đất không thể bàn cãi là một song hệ tấn công cực kỳ tốt. Chỉ có một sự kết hợp này thôi mà đủ sức khắc chế được 9 hệ khác nhau trên tổng số 18 hệ của Pokemon, gần như là một nửa số lượng. Do khả năng tấn công mạnh đến vậy nên đến thời điểm hiện tại thì chỉ có duy nhất sự kết hợp này dù đã có 9 thế hệ trôi qua. Vậy cũng đủ thấy là vị trí của Mamoswine rất khó để thay thế. Bộ chiêu thức của nó cũng khá là đa dạng. Nó có những chiêu tấn công tốt nhất của hệ băng và đất như là Earthquake, Icicle Crush, Icicle Spear, rồi chiêu thức ưu tiên là Ice Shard để tung ra khi gặp bất lợi về tốc độ. Mang hệ đất nên nó cũng miễn nhiễm với trạng thái tê liệt, do đó thì việc khống chế combo Mamoswine này càng khó hơn. Chưa hết thì sức công phá vật lý của nó lên đến 130, khiến cho các đòn tấn công của nó càng đáng sợ hơn nữa. Sinh lực 110 cũng đủ cho nó trụ sân tốt chút xíu đi. Tuy nhiên thì không phải cái gì cũng được như ý. Song hệ tấn công tốt thì bù lại như đã nói trên, hệ băng kết hợp với ai thì nó sẽ mang thêm điểm yếu về mặt phòng thủ cho hệ đó. Giờ đây thì Mamoswine phải dè chừng trước 5 hệ khác, mà cộng thêm cái thủ đặc biệt của nó cũng chỉ có 60 mà thôi, nên là khá dễ bị đối phương nhắm vào đó mà tấn công. Đặc tính mở dày, tích phát cũng bổ trợ cho nó phần nào về mảng chống chịu, vì đặc tính này sẽ giảm một nửa sát thương đến từ các chiêu hệ lửa và băng, khiến cho nó còn 4 điểm yếu mà thôi.
Cơ mà là một Pokemon chuyên tấn công mà đặc tính là dạng phòng thủ thì lại khiến cho Mamoswine mất đi lợi thế để dùng sát thương kết liễu kẻ thù rồi. Trong các mùa giải thì vào năm 2013, Mamoswine đã từng một lần vô địch giải chung kết thế giới, cho nên cũng đã phần nào củng cố được thêm vị trí của nó trong một dạng Pokemon hệ băng hiếm hoi. Ở thời điểm hiện tại thì quá nhiều Pokemon được xây dựng tốt hơn, đặc tính và bộ chiêu thức của tụi nó cũng được nghiên cứu đầu tư hơn, nên là Mamoswine dần chỉ có thể xuất hiện trong các format không có huyền thoại mà thôi. Chứ để mà song hành chiến đấu cùng với một dàn huyền thoại cấp thấp lẫn cấp cao khác cũng còn hơi khá là rủi ro. Nhưng mà một khi tụi huyền thoại này đã chim cút ra khỏi đấu trường thì tôi khá chắc ăn cũng là thời kỳ trở lại của Mamoswine. Ở hạng 4 thì tôi sẽ chọn vị trí này cho Kyurem, ở cả hai hình dạng là Black Kyurem và White Kyurem, chứ không phải là hình dạng Kyurem bình thường. Hai loài rồng băng huyền thoại này có cách phân bố chỉ số khá giống nhau, chỉ đổi chỗ ở chỗ tấn công vật lý và tấn công đặc biệt mà thôi. Song hệ thì cũng y chang, có bộ chiêu thức thì cũng chỉ khác nhau duy nhất ở các chiêu hệ lửa và hệ điện mà thôi. Về đặc tính thì tụi nó cũng có hiệu ứng tấn công bỏ qua các đặc tính của đối thủ, chỉ khác tên gọi. Cho nên là để xếp hạng thì tôi sẽ gộp hai tụi này chung một chỗ, vì hai đứa này không khác nhau về sức mạnh quá lớn để tách ra làm gì. Kyurem trắng và đen thì đều có sinh lực khá là trâu bò. Trước kia đã vậy, bây giờ được bổ trợ thêm trong thời tiết nữa thì càng vững chắc hơn. Song hệ rồng và băng ít nhất giúp cho nó bỏ đi nỗi sợ về hệ băng của loài rồng, nhưng lại mang cho tụi nó 5 điểm yếu giống như Baxcalibur, thành ra song hệ này cũng không đến nỗi tốt như vậy. Nếu mà tính ra với khả năng chống chịu của con rồng băng này thì cũng không quá là lo lắng. Điểm mạnh của tụi nó là chỉ số tấn công đều quá là cao, cao khủng khiếp, đủ để nó hạ gục bất kỳ kẻ địch nào mà bạn nhắm đến. Thì đúng rồi, chỉ số huyền thoại cơ mà. Tuy nhiên thì Black Kyurem và White Kyurem là kiểu Pokemon nằm ở lưng chừng, để mà nó nổi bật quá thì cũng không, mà yếu thì lại càng không. Do nó mang tiếng là huyền thoại nên bộ chỉ số giúp nó trong quá trình càng quét và trụ sân khá tốt. Chứ xét ở các format có huyền thoại thì sức mạnh của Kyurem vẫn khá lép vế so với những tên tuổi được giới thiệu ở mỗi thế hệ sau. Tụi này vừa có đặc tính mạnh, chiêu thức độc quyền thì dùng sát thương cực kỳ cao hay là hiệu ứng vô cùng tởm. Kyurem lon quanh đâu đó vẫn chỉ tấn công bằng những chiêu thức đại trà mà thôi. Đặc tính có hiệu ứng giống với Mo Breaker chứ không có gì mới lạ, thành ra rất ít thấy các giải đấu chuyên nghiệp có sử dụng hình dạng của White Kyurem hay là Black Kyurem. Nếu có thì tần suất xuất hiện của tụi nó cũng khá là ít. Theo tôi thấy thì Kyurem sẽ tốt hơn nếu đánh đơn, tự mình gây sát thương một chọi một. Còn nếu đánh đôi thì vẫn cần có đồng đội mở đường và vừa phải dè chừng bên đối thủ nữa. Nói chung thì theo tôi cần có một cái gì đó đặc biệt hơn về đặc tính hoặc là chưa độc quyền thì mới có khả năng khiến cho nhà huấn luyện chọn Kyurem thay vì một số Pokemon huyền thoại mới lỗi game hơn ở các thế hệ sau. Ở hạng 3 thì vị trí này tôi sẽ nghĩ Chimpao là cái tên xứng đáng, vì dù chỉ mới xuất hiện ở danh chính mà thôi, còn một chặng đường xa nữa. Nhưng giống như trường hợp của Thiên Lưu trong video về các Pokemon hệ đất trước đó, Chimpao xứng đáng được tuyên dương ở chính nội tại mà nó đang có. Đồng ý là song hệ bóng tối và băng là một sự kết hợp vô cùng ý ẻ, nhưng được cái thì Pokemon mang song hệ này luôn có một bộ chỉ số và các chiêu thức vô cùng giá trị mà các nhà huấn luyện không thể ngó lơ. Trước đó là Weavile, giờ đây là Chimpao. Chimpao như là một bản premium hơn của Weavile về mặt chỉ số, nó nhanh hơn và đánh cũng đau hơn, nhưng được cộng thêm một lợi thế cực kỳ to lớn, đó chính là đặc tính Soul of Rune, cho phép nó giảm 25% khả năng phòng thủ của tất cả các Pokemon đang ở trên sân, giúp khả năng xuyên giáp của con báo kiếm này được cường hóa đáng kể. Mang song hệ bóng tối, thành ra nó cũng khó bị quấy rầy bởi những Pokemon hỗ trợ có Prankster. Mà nếu chúng ta không dùng chi ưu tiên thì so về tốc độ rất khó có thể còn sống trước khi kịp quấy rầy Chimpao. Nó có một bộ chỉ số tấn công đủ các dạng khác nhau, như là chiêu ưu tiên Sucker Punch, Ice Shard hoặc là chiêu thánh kiếm Sacred Sword để đánh xuyên chỉ số phòng thủ vật lý của đối phương. Kết hợp với đặc tính thì đúng như là một cơn ác mộng. Chưa kể thì nó còn rất nhiều chiêu hệ bóng tối và chiêu hệ băng mạnh mẽ khác nhau để tận dụng. Nhờ đó mà nó góp mặt với tần số vô cùng dày đặc trong vô số trận chiến từ giải khu vực đến giải vô địch thế giới trong vòng 2 năm trở lại đây. Pokemon này sinh ra như là một con thú săn mồi đúng nghĩa và sức mạnh hoàn toàn thuần túy, do đó rất khó để có thể tìm thấy một Pokemon Sweeper vật lý hệ băng nào tốt như nó trong thời điểm hiện tại. Và ở hạng Á quân, chúng ta phải đồng ý với nhau rằng Ninetales vùng Alola là một Pokemon tốt nhất mà người chơi có thể cho vào bất cứ đội hình nào, kể cả hệ băng nói riêng và toàn bộ các Pokemon khác nói chung. Ninetales vùng Alola được xem như là một Pokemon kiểm soát thời tiết và gọi ra địa hình hỗ trợ đồng đội chống chịu một cách hiệu quả nhất. Đầu tiên thì mỗi dạng thời tiết sẽ thường có ít nhất 2 Pokemon có khả năng gọi ra thời tiết khi mới vào sân. Trong đó thì bão tuyết có 2 Pokemon, đó chính là Abomasnow và Ninetales Alola. Cả hai Pokemon này cũng đều nhận được từ chống chịu Aurora Veil. Thường thì khi cả hai bên đều có Pokemon gọi thời tiết, tôi ví dụ là một bên gọi được trời nắng và một bên gọi được trời tuyết, thì tốc độ bên nào chậm hơn thì sẽ đè được thời tiết của bên mình lên bên kia. Cho nên trong việc thiết lập thời tiết thì càng chậm càng có lợi thế. Torkoal là một Pokemon tiêu biểu trong việc này. Nên nếu nói về Ninetales
là Pokemon nhanh nhất khi sử dụng thời tiết, tức nó đang là Pokemon yếu thế nhất. Nhưng kể cả như vậy thì Abomasnow dù có tốc độ thấp hơn Ninetales vẫn không được sử dụng nhiều. Một phần là song hệ cỏ và băng của nó quá chán, một ngàn ở đâu, chọc đại hệ nào thì nó cũng đau điếng người cả. Nhưng Ninetales vùng Alola lại khác hoàn toàn. Tuy nó có bất lợi khi đổi thời tiết vì tốc độ quá nhanh, nhưng nhờ tốc độ cao như vậy mà việc thiết lập tường Aurora Veil của nó cũng trở nên lẹ hơn, tăng khả năng sống sót cho đồng đội nhiều hơn. Nên thà rút nó về rồi trở ra lại sân để đề hệ tiết bên kia, sau đó thì nhanh chóng dựng tường chống chịu, thì còn hơn là chưa kịp làm gì đã phải ngủm như là Obomasno. Thành ra chúng ta sẽ thấy số lượng sử dụng Ninetales trong các đội hình là vô số kể. Từ khi nó ra mắt ở Gen 7, nó đã xuất hiện khắp nơi trong các giải đấu lớn nhỏ. Chỉ tiếc là nó chưa đủ may mắn để thắng một trận chung kết thế giới nào, mà toàn là nằm trong top 5, top 10 thôi. Nhưng lọt thỏm giữa một dàn Pokemon mạnh mẽ, người ta vẫn ưu tiên sử dụng Alola Ninetales, đã quá đủ chứng minh sức mạnh của nó rồi. Và chúng ta sẽ đến hạng 1. Các bạn đoán ra được Pokemon nào chưa? Chắc chắn là quá dễ đoán rồi. Đó chính là kỵ sĩ băng Calyrex Ice Rider. Dù nó mang trong mình song hệ băng và siêu linh, nhưng thứ làm nên tên tuổi của Pokemon này lại là chưa độc quyền Glacial Lens của nó, mang hệ băng chính hiệu. Trước tiên thì chúng ta phải nói đến chỉ số của nó đã. Nó có một bộ chỉ số tấn công vật lý cực kỳ cao là 165, đi kèm với hai mảng phòng thủ vật lý và đặc biệt lần lượt là 150 và 130. Chỉ số thấp nhất của nó chính là tốc độ 50 mà thôi. Đó chính là một bộ chỉ số tiêu chuẩn cho những Pokemon đấu sĩ chậm chạp, nhưng sức công phá khủng khiếp và khả năng trụ sân kiên cường. Nhờ có một bộ chỉ số đâu ra đó như vậy mà các nhà huấn luyện không cần ngần ngại cho nó vào chiến thuật Trick Room. Khi tốc độ được đảo chiều, ta sẽ có một Pokemon vừa tấn công cực kỳ rau bò, công phá thì vô cùng bùng nổ, và tốc độ thì không một Pokemon nào sánh bằng. Chỉ độc quyền của nó có sức mạnh 120, luôn đánh trúng và không phải chịu bất kỳ rủi ro gì. Đã vậy thì nó còn đánh lan cả hai mục tiêu nữa, nhờ đó mà khả năng bao phủ hệ rộng vốn có của hệ băng giờ đây đã được phát huy tối đa. Đặc tính thì nó cũng có 2 trong 1. Unnerve khiến đối thủ không thể nào ăn những quả berry khi nó đang ở trên sân. Chilling Nay tăng một bậc công vật lý mỗi khi nó hạ gục được một đối thủ. Hạ gục được 2 con thì nó sẽ tăng luôn 2 bậc. Sen 9 thì khả năng trụ sân của nó lại được nâng cao hơn nữa khi ở trong trời tuyết. Nó cũng có thể tự mình thiết lập căn phòng xảo thuật vì khả năng trụ sân của nó vốn đã rất tốt sẵn. Nên một khi nó thành công thì không có một Pokemon nào có thể vượt mặt được nó cả, và cũng không một ai có thể ngăn cản nó đóng băng đội hình của bạn. Để mà nói thì dường như tất cả những gì tốt nhất, tinh túy nhất, hiệu quả nhất thì cũng đều nằm sẵn trong Pokemon này hết, không ai làm lại. Xui một cái là Calyrex Ice Rider chưa chính thức quán quân trong một mùa giải vô địch thế giới nào, mà thường chỉ nằm trong top 2-3 mà thôi. Điển hình là năm nay nó phải nhường quán quân cho Miradon. Nhưng một khi cần tìm một Pokemon mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất trong đội hình trời tuyết, thì chắc chắn Calyrex Ice Rider sẽ luôn là một cái tên hàng đầu, với khả năng trụ sân và tấn công khủng bố khiến ai ai cũng phải dè chừng của mình. Và thế là tôi đã đi qua hết 8 Pokemon hệ băng mà tôi cho là tốt nhất và mạnh mẽ nhất. Thế các bạn thì vị trí trong danh sách này nên đổi chỗ như thế nào? Và có những Pokemon hệ băng nào xứng đáng nằm trong top này? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong top 8 những Pokemon mạnh nhất của hệ tiếp theo. Không biết đó sẽ là hệ gì ta? Hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ thì bye!